chắc mình nên gắn cho anh em ơi đến sầu kiểm dịch viên mới được. Nhiều khi anh tương tác với mình, hộ mình. Thật ra nhiều khi những cái cần kiểm dịch viên á, nhưng mà trong nhà không ai. À có dịch nào có. Anh rượu đâu ta, hôm nay các anh rượu đi làm á, bận. Cũng có khi trên đó mưa mất điện thì sao. Nên mình nhắn bằng tiếng Việt cũng được mà em, nhưng mà em không nhắn được. Ở bên này em chưa biết trả lời comment. Đấy vừa nhắc xong anh rượu vào luôn. Nhưng mà em không biết ở bên này comment trả lời kiểu gì. Anh nhắn cho. Thì đó, nhiều lúc cần kiểm dịch viên là vì thế đó. Nhiều khi mà idol không kịp trả lời đó, kiểm dịch viên trả lời hộ. Kiểm dịch viên là gì ấy nhỉ? Vậy là người giúp cho idol tương tác với mọi người tốt hơn. Hello anh Diệu, hello Nhím. Anh nói xấu gì anh à? Anh Tịnh Hiếu ấy. Với anh Cường. Hai anh này nhắc anh hỏi từ đầu Zoom đến giờ. Từ đầu đến giờ, đông người giờ đi BK thử xem. Anh yêu em yêu chân thành như sao chuyện tình lòng đông. Cùng sâu đi được một phiền, yêu đuối trong anh lòng này. Để không ai thấy anh cũng ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như cánh nắng đã tròn. Có chắc phải để đôi gì em nhớ anh Sơn. Cứ khi anh tôi khép lại và bước vào hiện tại. Nơi ấy cho cảm ơn anh. Mới ngủ dậy. Trời, trên đấy mưa phải không anh Diệu? Trên Bắc Giang mưa phải không? Cà phê không bảo sâu đi đến muôn phiền, yêu đuối trong anh lúc này. Để không ai thấy anh cũng ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như... Trời ơi, ngoài đây bão rồi. Thế sấm đùng đùng rồi. Chắc phải đi cắm cơm đây không? Lỡ mưa rồi sao? Mưa mất điện thì sao? Chỗ Trang á. Đi đi anh xem ai là người thương em nhất trong Zoom để anh biết hả? Chắc không có ai đâu anh. Để anh tương tác hỏi, chắc không có ai đâu anh. Kiếm gì ăn đi em. Sấm chớp thì kiếm gì ăn à, em biết cái câu mà anh bảo là sấm chớp thì kiếm gì ăn rồi. Tại vì người ta hay nói cái câu là trời đánh tránh bữa ăn đúng không? Cứ ăn đi là sếp không đánh đâu. Bạn Tịnh Hiếu đâu? Tịnh Hiếu đi hôm nay đi off fan sơn sói rồi. Đấy em biết ngay mà. Nimike em. Sao anh cứ rủ em Nimike nhỏ em lười đi lắm. Đố anh đâu. Cứ vậy sao. Hôm nay đi đi off fan sơn sói mà. Là anh Tú. Nimike mới tốt cho em chứ. Nhưng mà em lười đi lắm rồi. Tại vì hôm nay em mệt không có tâm trạng để chặt kèo. Mệt quên nhầm, mệt không có sức để chặt kèo. Thôi anh Cường HT. Không có sức để chặt kèo. Lỡ may chặt kèo nhảy xong ngất ở đấy thì sao? Người lấy đâu ra xu. Có chứ, chả đó. Anh và em phải xa nhau rồi, đâu còn tay nắm lấy đi về chung đôi. Trái tim anh nguội lạnh vì yêu thương vỡ tan rồi, giờ chỉ còn tiếc. Anh tin cho Zoom vẫn có người thương em à? Có, cho Zoom có người thương em. Nhưng mà xe đạp riêng ông đang ở đó à? Anh yêu em yêu chân thành như sao chuyện tình lắm đông. Ở gần lắm. Nhưng mà sao? Đừng sợ có xu thì có mà xu thì không. Đúng rồi, có người thương nhưng xu thì không có. Đi báo quá. Sao anh biết người ta không có? Rời đi như cánh em
đã chọn. Là anh dẫn còi. Anh Ali mà sao anh không? Ghê đấy, Ali ú luôn, sợ lên. Thế này đi, xe hồng hay đen? Anh bị hơn mà làm gì còn xe hồng nữa. Xe hồng đổi sơn màu đen rồi đấy. Vậy đi với cây anh cứu. Chuyện tình lắm lắm, câu sâu đi đến muôn phiền, yêu đuối trong anh. 2223 ở đây đi, kê đi, em không phải sợ. Mấy anh này cứu ngay. Ở nhà hay nhà cho bình yên. Anh chỗ trống giống em á, tại vì em cũng thích ở nhà hơn là thích đi cây. Em cũng lười đi cây lắm, ít đi cây lắm. Không biết sao á, người ta bảo là đi cây mới có mùi đó, nhưng mà em lười lắm. Em cũng ít đi cây lắm, không biết sao lắm. Nhanh đi. Trời ơi, anh này nãy giờ từ lúc vào giờ cứ tụi em đi PK không biết nữa. Ở nhà nghe nhạc cuốn nói chuyện vui. Đúng rồi, em thì chỉ có nói chuyện thôi. Nhưng mà cũng đúng mà, nếu mà ở nhà thì cũng chẳng có xu đâu. Phải đi PK người ta mới có. Đi PK người ta cứ nhất là có người có bụt hoặc là có người ta cho điểm trả kèo đó, là có xu chợ nhà cũng thế. Nói chung là cái nào cũng có cái lợi có cái hại của nó hết đó. Ở nhà hít gió trời cho no anh. Sao nói chuyện giống anh ú thế không biết. Anh không tên. Chờ người anh only hết tu đã. Anh hú là không biết. Em chỉ nói lông bóng thế thôi chứ còn em có nói gì đâu. Chắc anh ấy cũng thương em như anh hả? Nghi nghi. Nó gì nữa? Đâu còn ai nắm lấy đi về chung đôi. Trái tim anh nguội lạnh vì yêu thương vỡ tan rồi. Giờ chỉ còn tiếc sức bước ngang đời nhau. Lần yêu cuối cùng lúc trời đỏ cơn mưa.